thu hoạch phân dơi được một thùng. Dạ. Giống của Mỹ á. Mỹ có thời xưa đó. À, cái đó mới cắt hả mẹ. Đây là chuồng dơi. Đấy. Nó ỉa lộp đọp xuống cái non lá mà. Mẹ thấy con sách. Để đi mẹ. Đang quay phim mà. Chừng lật ra cái đổ ra không đất. Thu hoạch con mẹ là bữa nay được mấy trăm ngàn rồi đó. 50 ngàn ký, ở đây cho là 4 ký đi. 4 ký. 5 ký và phơi khô thêm nữa. Đấy. Phân dơi nguyên chất luôn. Phân dơi nguyên chất luôn. Lâu lâu nó mới đặng phân bữa còn thôi. Nó bỏ nó đi cái là không có. Chiếc máy cày là mấy chục năm dưới nhà rồi nè. Quá nắng luôn. Mẹ phơi phân dơi khô thêm một tí nữa. Người ta mới mua, người ta mua vậy người ta rất thích, người ta lời dữ lắm luôn. Ai theo mình là nó khô rất nhẹ luôn à. Nguyên một cái thùng bê 20 kg mà nó còn có 4 kg. Rồi căng ra cái khô, càng khô càng mất tí. Đấy. Cào ra khô, đang nắng này chút xíu khô. Chuyện hàng ngày của mẹ vậy. Trục lộ N2 xe chạy rất nhiều. Thường là Tết là kẹt xe luôn. Ăn cơm mẹ. Ăn cơm. Vườn rau của mẹ. Vô ngồi nghỉ mát một tí nè, có ghế sẵn rồi đó. Bây giờ ngoài nắng đấy, chờ lát phân dơi khô cái vô bao để dành bán. Mẹ không có ăn trầu, thành ra không có tốn tiền trầu. Đây. Wow, wow, bắt được con rồi.
Mưa ướt rồi, mưa ướt rồi, vô để chạy không kịp. Trồng cây này chừng nào có ăn? 5 năm hả? Tới khởi dắt bồ về hái ăn chứ ai. Khởi dắt bồ, dắt con gái về ngoài, về nội ha, có cây trồng. Mày cầm cây quơ trúng tôi nè. Số 2 đi múc bên kia đi.